Anh Khánh Tân Nguyễn, thầy cho em hỏi lợn nái bị tiêu chảy kèm máu kiểu như viêm ruột hoại tử thì dùng thuốc gì? Sau câu này thì chuyên gia sẽ chuyển sang phần khuyến cáo. Mời bà con đặt câu hỏi sẽ trả lời vào số sau ạ. Vâng, cái hiện tượng đấy thì nó có mấy lý do. Thứ nhất là cái bệnh hồng lị cũng gây nên cái hiện tượng như vậy. Thứ hai là khi viêm ruột hoại tử, thường là trong trường hợp này thì người ta thường là để điều trị phối hợp. Thế vậy là điều trị viêm hợp hoại tử thì buổi sáng là dùng là amoc NDA để tiêm, còn buổi chiều thì là cho uống cái ampicoli hoặc là cho uống oxy tetra cyclin. Đồng thời là tiêm thiamurin hoặc là tirosin. Thì đấy là cái thuốc mà đặc trị đối với viêm ruột hoại tử, và thậm chí có thể là do ghép cả hồng lị thì phải điều trị phối hợp ba cái loại thuốc này mà tôi nêu. Thì nhắc lại là buổi sáng là dùng amoc NDA để tiêm, còn buổi chiều là dùng cái ampicoli hoặc là tetramycin hoặc oxy tetracycline, đồng thời với tiêm thiamulin hoặc là tirosin.